đây là phở Vũ. Phở Vũ này thì nằm trên cái đường gọi là Gia Truyền, nên là 126 Võ Chí Công. Đấy, 126 Võ Chí Công. Đấy, ngày xưa mình đã từng ăn đây hồi lái xe, tại vì ở đây lại để xe được rất là tốt, rất là vui. Đấy, cho nên là ăn rất là ngon. Và cái phở Vũ ở đây nó theo một cái kiểu như phở Nam Định. Đấy, phở Nam Định. Vào đây mình ăn bát phở. Cho em bát phở tái đi. Vâng, nhiều hành nha, bây giờ quẩy. Cảm ơn anh. Nói chung là rất là sạch sẽ. Tranh chiếc rất là sạch sẽ. Anh cảm ơn. Phở rất là đẹp, rất là xanh. Ớt này. Rất tươi, rất là tươi, rất là ngon. Chanh ở đây người ta làm rất là sạch. Rất là sạch, rất là tốt. Cái bánh này là bánh đúng Nam Định nha, bánh Thái nha. Các bạn thấy không? Đúng bánh Thái không? Bánh này bánh Thái Tây rất là ngon. Quẩy cũng mềm, nước quá ngon. Các bạn ăn phở nhớ nhé, rất nhiều các loại nước khác nhau, nước ngọt, nước mắm này, nước xương, đôi khi là nước đường. Mỗi người hợp khẩu vị thì người ta ăn nào thì mỗi người khác nhau. Miếng thịt rất là tươi, ngon quá. Các bạn biết tại sao mình rất là hay ăn ăn phở tái không? Vì thịt tái là có thể người ta phải chọn ngon nhất. Ngon quá. Ớt nó vừa ăn vừa cay vừa bùi. Không biết mọi người làm nhưng mình rất thích ăn cái bánh kiểu bánh to. Quẩy này gọi là quẩy mềm. Thank you.
thuê rất to và sạch. Ngày xưa thì nhỏ thôi, góc. Nước rất là thanh. Bò mềm, ngon. Mình thì rất là thích ăn rất là ngon. Đây tiểu Nam Định nhỉ các bạn nhỉ. Quá. Ở đây là cái gần ngay cái phở thì cứ sư nhưng mà quan trọng nhất là mặt đường đốt ô tô. Các bạn kinh doanh mà muốn kiếm thật nhiều tiền cứ phải tìm một chỗ nào đó đốt ô tô. Vâng ạ. Phở Vũ Gia Truyền. Phở đang nói là Gia Truyền. Các bạn nhìn thấy ở đây rất là to đẹp nhá. Ngoài mặt đường này. Đấy. Về kia rất là sạch sẽ, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Các bạn có thể hình dung. Nói chung mình ăn phở thì mình quan trọng nhất là nước các bạn. Sau đến với chất thịt. Xong đến chất bánh. Nhiều người bảo mình tại sao không phỏng vấn chủ nhà hàng các thứ các bạn ạ. Ai thế thôi đều phải nói cái quán mình tốt nhất đúng không? Tớ muốn ăn cảm nhận và mọi người đánh giá. Thank you.
chiết quả, chứ không phải là thế ông gửi tiền đấy, có chuyển khoái vậy, 55.000 55k. Ủa số đẹp quá. Phạm Văn Huynh à anh? Được rồi, ta bắt đấy. Nói chung là ăn rất là ngon, rất là hợp lý. À, đây là một quán phở ăn được các bạn. Đây là có quán phở đi cốt sư nữa.